Trong khi các nghệ sĩ từng dính thị phi đã lần lượt có động thái trở lại showbiz và xuất hiện trên mạng xã hội để trấn an người hâm mộ, thì nghệ sĩ Hoài Linh vẫn giữ nguyên một thái độ suốt hơn nửa năm qua, đóng băng hết các trang cá nhân, nam danh hài dường như ẩn tuyệt đối. Tuy nhiên, gia đình và con trai của nghệ sĩ Hoài Linh lại rất thoải mái chia sẻ hoạt động đời thường với công chúng. Mới đây, Phương Trang, em gái đang sinh sống ở Mỹ của nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc cả nhà tụ tập mừng Giáng sinh. Ngay lập tức, nhiều người đã nhận ra nơi em gái nghệ sĩ Hoài Linh check-in là một phòng khách có diện tích rất rộng lớn, phủ gỗ quý và sang trọng như sảnh khách sạn. Dưới phần bình luận, netizen phải ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa vì cơ ngơi của gia đình nghệ sĩ Hoài Linh ở xứ sở cờ hoa quá khủng. Bạn bè của Phương Trang liên tục để lại bình luận trầm trồ vì căn biệt thự quá khủng. Nhiều cư dân mạng tin rằng đây chính là nơi ở của Hoài Linh cùng gia đình tại Mỹ. Có người còn so sánh nó với tư gia của bà Nguyễn Phương Hằng bởi ồn ào của cả hai trong nhiều tháng qua. Nếu xét về độ hoành tráng, biệt thự này cũng không thua kém là bao. Riêng việc mua được căn nhà mênh mông như vậy ở Mỹ cũng là điều đáng để ngưỡng mộ. Song phong cách hai bên khác nhau, một nơi trang hoàng lộng lẫy, toát lên vẻ xa hoa, nơi còn lại ưa kiểu tinh tế, sang trọng. Dù vậy, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán, chưa có lời xác nhận từ chính chủ rằng đây là nhà của Hoài Linh. Cách đây vài ngày, đúng 49 ngày của bố, em gái Hoài Linh chia sẻ bài đăng đầy tâm sự lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ xúc động cho biết ngày này cũng chính là dịp kỷ niệm 28 năm gia đình cô đặt chân đến nước Mỹ. Thế nhưng, người thuyền trưởng năm nào chèo lái con thuyền gia đình giờ đây đã đi xa mãi mãi. Trước đó, khi bố qua đời, em gái cũng như con trai Hoài Linh không thể bay về Việt Nam chịu tang. Đây là điều nuối tiếc lớn với cả hai. Hơn nửa năm qua, nghệ sĩ Hoài Linh vắng bóng trên mạng xã hội và truyền thông khi vướng phải ồn ào chậm giải ngân 14 tỷ đồng, tiền từ thiện kêu gọi ủng hộ miền Trung lũ lụt từ năm ngoái. Nam danh hài đã đăng tải clip 46 phút nhận lỗi về sự chủ quan và chậm trễ của mình, đồng thời nhanh chóng trao tiền cho địa phương các tỉnh. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa xoa dịu được dư luận. Nhiều người cho biết đang chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng từ Bộ Công an. Thì vào sáng ngày 22 tháng 11, netizen lan truyền hình ảnh được cho là nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm làm từ thiện trong lúc lui về ở ẩn. Cụ thể, một người dân tiết lộ đã nhận được phần quà hỗ trợ trong mùa dịch có tên của nghệ sĩ Hoài Linh. Trong phần cứu trợ này có ghi là nghệ sĩ Hoài Linh thương tặng bà con xã Châu Bình, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, hàng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, không rầm rộ hay thông báo trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Việc làm ý nghĩa và âm thầm của Hoài Linh khiến nhiều người xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tấm lòng của nam danh hài. Con cảm ơn chú đã ủng hộ quê con, việc làm ý nghĩa quá. Trước khi cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra, mình vẫn luôn tin tưởng Hoài Linh, là một số bình luận của dân mạng. Kể từ khi xảy ra scandal từ thiện vào tháng 5 năm 2021, Hoài Linh hoàn toàn không để lộ thông tin gì về cuộc sống của mình. Chỉ đến tháng 10 năm 2021 khi bố ruột qua đời, nam nghệ sĩ mới lộ diện. Những người tham dự tang lễ đã chụp được một số hình ảnh của Hoài Linh. Nam nghệ sĩ lộ vẻ mệt mỏi, tiều tụy đi nhiều bởi liên tiếp gặp những chuyện không vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, hãy đăng ký kênh và nhận xét dưới phần bình luận nhé!